quý vị và các bạn, việc xác nhận và đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn với những người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Những năm gần đây, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sự chủ động tích cực của Sở Lao động Thương binh Xã hội và các cấp ngành địa phương, việc giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cơ bản kịp thời đáp ứng phần lớn yêu cầu, nguyện vọng của người có công với cách mạng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong giải quyết tồn đọng về chính sách cho người có công trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt các công tác chăm lo chính sách cho người có công với cách mạng, đặc biệt là phong trào đền ơn đáp nghĩa đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Giai đoạn 2007-2016, toàn tỉnh đã vận động được trên 86,7 tỷ đồng và đã tiến hành xây dựng, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách. Đặc biệt, ở từng đơn vị địa phương, tùy theo đặc điểm, điều kiện của mỗi nơi, cấp ủy đảng, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể đã có các hình thức và biện pháp hỗ trợ giúp đỡ người có công, như tạo điều kiện về vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ kinh phí cho con em khi đi học, ưu tiên học nghề, tạo việc làm, cấp đất sản xuất ở nơi thuận lợi. Đến nay, toàn tỉnh có 123 trên 141 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Đây là kết quả rất phấn khởi. Để tỉnh Quảng Trị quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu hành động mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xác định năm 2017 là năm đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua là công tác giải quyết chính sách thì đến nay chúng ta đã cơ bản hoàn thành cái việc giải quyết những cái hồ sơ theo cái pháp lệnh sửa đổi, và cơ bản là đối tượng người có công đã hưởng đủ các chính sách được ban hành. Song song với việc thực hiện chính sách thì ngành Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đã tổ chức vận động xã hội hóa cái công tác đền ơn đáp nghĩa thông qua việc đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa để nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng. Thông qua đó thì để cho các tổ chức và các cá nhân có cái bày tỏ cái lòng tri ân với những người đã hy sinh xương máu của mình đối với giành lại sự độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong chiến tranh, Quảng Trị là mảnh đất chịu nhiều mất mát đau thương. Chính vì thế, hơn ai hết, những người dân sống ở đây luôn biết tri ân với những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, cũng như trân trọng những cống hiến của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Là một cán bộ làm công tác chính sách ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, chị Võ Thị Thúy Hồng đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, dành nhiều thời gian để tìm hiểu, hoàn thiện hồ sơ hướng dẫn về chế độ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần giúp cho xã Hải Thượng nói riêng, huyện Hải Lăng nói chung giải quyết hồ sơ chính sách tồn đọng, để người có công đảm bảo quyền lợi cũng như ấm lòng hơn. Hải Thượng là một trong những cái xã mà có đối tượng chính sách rất là đông. Do đó là thể để mà làm tốt cái công việc của mình thì trước hết là tôi là đã học hỏi rất nhiều từ những cái thế hệ đi trước, các bậc đàn anh đàn chị, cũng như là tiếp xúc từng gia đình đối tượng cụ thể để nắm bắt được cái tâm tư, nguyện vọng cũng như là những cái nhu cầu của họ, để từ đó để mình có những cái kiến nghị đề xuất và có cái phương pháp làm việc thì để mà làm đúng theo cái quy định của nhà nước, đồng thời là cũng đáp ứng cái nguyện vọng của nhân dân. Thì năm 2013 trở lại đây, là sau khi tiếp nhận được cái nghị định mới của chính phủ cũng như các cái thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho gia đình thương binh liệt sĩ và người có công, thì bản thân tôi đã ngoài cái giờ làm việc thì tranh thủ những cái giờ mà nghỉ như là ban trưa hoặc là ngày thứ bảy chủ nhật hoặc là giờ nghỉ vào buổi tối chẳng hạn, thì mình có thể là đọc thêm các cái nghị định, các cái văn bản cũng như các cái pháp lệnh liên quan đến công tác người có công. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xã Hải Thượng luôn có nhiều việc làm thiết thực, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Đáng chú ý, trong thực hiện pháp lệnh người có công, tại xã Hải Thượng không có tồn đọng hồ sơ.
100% hồ sơ chính sách người có công đã được xác minh, chuyển lên cấp trên giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thì đến nay cơ bản các cái đối tượng ở trên địa bàn đã được hưởng các cái chính sách của nhà nước và không còn tình trạng tồn đọng các cái hồ sơ chính sách tại địa phương. Một mặt nữa thì chúng tôi hết sức quan tâm đến đời sống của bà con là các cái đối tượng chính sách, cho nên đã tạo điều kiện cho bà con. Như trước đây thì chúng tôi là vận động để cho bà con là nhận cả cái ruộng gần, ruộng tốt để có thể là sản xuất, rồi tạo điều kiện cho bà con trong việc vay vốn phát triển sản xuất để nâng cao đời sống của bà con tại địa phương. Cho nên hiện nay thì đời sống của bà con là những cái đối tượng chính sách thì ngang bằng và cao hơn mặt bằng chung của địa bàn Hải Thường, của dân của địa bàn Hải Thường. Để mà giải quyết các cái chính sách liên quan đến của nhà nước đối với các đối tượng có công thì trước hết là chúng tôi phải tổ chức tuyên truyền phổ biến cụ thể các cái nghị định của chính phủ liên quan đối với người có công, bố trí cán bộ chính sách thường xuyên thực hiện cái việc coi như là giải quyết các cái chế độ chính sách theo quy định của nhà nước và bảo đảm đúng cái thời gian theo quy định, kiểm tra hồ sơ một cách kỹ lưỡng và giải thích cho người dân rõ, để nếu như trường hợp mà thiếu thì phải trả hồ sơ cho họ để họ bổ sung. Nếu đã nhận hồ sơ rồi thì phải bảo đảm là coi như là hồ sơ được chuyển xét và chuyển đi lên cấp trên một cách nhanh chóng, bảo đảm theo thủ tục quy định của nhà nước. Trong hành trình dựng xây và phát triển quê hương, dẫu còn khó khăn nhưng cán bộ, nhân dân Quảng Trị luôn chung sức, chung lòng thực hiện chính sách cho người có công. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn đặt ra. Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn rất nhiều hồ sơ liên quan đến chính sách người có công cần được xác minh, giải quyết, rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, sự chung tay của cả cộng đồng. Tại huyện Vĩnh Linh, địa phương có số lượng người có công lớn của tỉnh Quảng Trị, trong đó hiện vẫn còn hơn 500 hồ sơ của đối tượng chính sách chưa được giải quyết. Trong đó, nhiều nhất là hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các chính sách về thờ cúng liệt sĩ, chính sách ưu đãi về xây dựng nhà ở, v.v. Để tập trung giải quyết chế độ chính sách cho người có công nói chung, huyện Vĩnh Linh đang tập trung rà soát, tháo gỡ và giải quyết những hồ sơ còn tồn đọng. Đặc biệt, tăng cường đối thoại trực tiếp với người có công để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đối tượng chính sách một cách kịp thời nhất. Nói chung là các cái hồ sơ, các cái đối tượng chính sách là nói chung là có như giải quyết rất là rõ ràng và nhanh chóng. Nhưng cũng có một số là đường còn chậm là do bản thân mình thôi. Bởi vì làm không đúng là thời gian nên có chậm trễ. Nhưng mà nói chung là huyện xã đều rất quan tâm và làm rất là tốt. Còn các cái hồ sơ mà đương còn vướng mắc sau này thì cũng mong là chính quyền nhà nước là quan tâm hơn để cho những người khác họ được hưởng chính sách hơn. Chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát lại những cái trường hợp hồ sơ đang còn tồn đọng và trên cơ sở đó là phân loại ra từng loại hồ sơ cụ thể. Ví dụ như những hồ sơ bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có hồ sơ liệt sĩ nhưng mà thông tin trên hồ sơ liệt sĩ chưa đầy đủ. Ví dụ như là sai tên, sai họ hoặc là sai năm sinh bà mẹ, hoặc hồ sơ chưa có tên bà mẹ, hoặc hồ sơ chưa có bằng tổ quốc ghi công, hoặc là hồ sơ chưa có hồ sơ gốc, tức là liệt sĩ chưa có hồ sơ gốc. Thì chúng tôi sẽ phân ra từng trường hợp cụ thể và sẽ có cái hướng dẫn cụ thể cho gia đình để bổ sung những cái giấy tờ một cách kịp thời để có cái hướng giải quyết trong thời gian tới. Trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt, lâu dài, nhiều cơ quan quản lý thay đổi, người hy sinh, bị thương không còn lưu giữ được hồ sơ. Đây là một thực tế do lịch sử để lại, là một trong những vướng mắc của việc giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng. Đây là điều trăn trở, day dứt đối với thế hệ ngày nay, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh thành lập cái ban chỉ đạo giải quyết các tồn đọng chính sách người có công với cách mạng. Trong đó cơ quan lao động thương binh xã hội cấp tỉnh là cơ quan thường trực. Cái ban chỉ đạo thì cũng có rất nhiều ngành tham gia. Hiện nay thì Ủy ban tỉnh đã ban hành quyết định thành lập. Và để giúp việc cho ban chỉ đạo thì có một cái tổ xác minh. Thì bản thân tôi
thì được phân công là tổ trưởng cùng với lại một số cán bộ phòng chính sách nghiệp vụ chuyên môn nghiệp của sở. Chúng tôi mời thêm công an, quân đội và các một số cái chuyên viên và liên quan để tham gia vào để giải quyết cái việc này. Thì cái đầu mối là cơ quan thường trực là Sở Lao động Thương binh Xã hội, thì mong rằng là thông qua cái chương trình này, nếu mà bà con, đối tượng, nhân dân có mong muốn có sự trao đổi chia sẻ thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin để tham gia, để cùng với chúng tôi giải quyết một chính sách một cách đảm bảo và công khai, minh bạch cũng như đúng người, đúng đối tượng. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của ngành lao động, thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã khẳng định, trong năm 2017, Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương vào cuộc quyết liệt để giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng, phấn đấu đến năm 2020 giải quyết xong việc xác nhận hồ sơ tồn đọng. Bám sát định hướng này, tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung nỗ lực thực hiện, bởi đây sẽ là hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất, bày tỏ tấm lòng thành kính, một nén tâm nhang của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị nói chung, của những người làm công tác thương binh liệt sĩ tỉnh Quảng Trị nói riêng, đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.